hình thức hợp đồng. Hình thức hợp đồng thì sẽ chú trọng về ngôn ngữ này. Ngôn ngữ là mấy phiên bản này. Phiên bản ưu tiên là gì này? Kiểm tra chính tả. Định nghĩa thì các cái cụm từ được nhắc lại trong văn bản thì nó phải chung một cái ngữ cảnh cũng như là chung một cái cách hiểu. Ví dụ công ty là gì thì các bạn phải biết rõ ra là công ty là gì để tránh trường hợp công ty được hiểu là bên bán hoặc là bên mua, đúng không? Mình có phải có định nghĩa về công ty chẳng hạn. Nếu như mình có nhắc đến là những cái từ ngữ cơ bản rồi. Tên số hiệu này, cái này thì không phải nói đúng không? Mình sẽ là để một cách mà các bạn dẫn chiếu đến hợp đồng nó dễ hơn, chứ không nói là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chung được, mà mình phải nói là hợp đồng chuyển nhượng số bao nhiêu, rồi số lượng bản gốc bản sao, những cái về hình thức thôi, đúng không? Nhưng mà mình cũng phải chú ý có vài trường hợp xảy ra rồi các bạn, nó xảy ra tranh chấp là việc là số lượng bản gốc có mỗi thế thôi, nhưng mà cũng phải tranh chấp là trên văn bản thì ký hai bản gốc, nhưng mà thực tế lại có bốn bản gốc. Hai bản gốc thôi mà nó có độ sai lệch là đã rất là khó khăn rồi, đúng không? Nữa là càng nhiều bản gốc thì mình pháp chế của mình kiểm soát được cả số lượng bản gốc nhé. Nếu là dạng thanh trang thứ nhất trang thì cái này có một cách khắc phục là tiền các bạn, nhưng mà cái pháp chế giống các loại giống các loại, đúng như một ý hôm trước mình đã thảo luận đúng không? Ngoài ra đúng rồi, ghi nháy chân trang để đảm bảo nha các bạn nhé, các bạn cứ ghi nháy chân trang cho mình, cái đấy là cái truyền thống, nó không thể hiện cái trách nhiệm của các bạn đâu. Nó sẽ đảm bảo an toàn hơn rất là nhiều. Đấy, thế giới họ cũng sử dụng thuốc mà, không có lý gì mà chúng ta lại bỏ qua một cái kỹ thuật rất là cơ bản như vậy nhá. Cái số trang, cái này hàng rất là kỵ nếu như là làm văn bản mà không có đánh số trang, đúng không? Và nếu mà đánh số trang cẩn thận hơn nữa ấy các bạn ạ, thì phải làm gì các bạn? Mình sẽ đánh là 1/bao nhiêu, đúng không? Số trang trên tổng số trang để đảm bảo tính toàn vẹn của văn bản.